Xin thưa bà con, hôm nay chạy trùng quế Hai Ngôn rất hân hạnh gặp lại bà con của xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay tôi có đi giao cái phân trùng quế, chuyến này nó là chuyến thứ hai. Em mừng hồi trước cũng có mua trùng quế của tôi, em nuôi để em cho ếch, cho cá ăn, nhưng đều do cái lượng ếch nhiều quá em nuôi không đủ cho nên em không còn nuôi nữa. Hôm nay thì tôi đi qua, trực tiếp tôi qua, tôi giao thêm 2 tấn phân trùng quế cho em nữa để em sử dụng cho cái cây cây trồng của em như cây mít, cây chanh. Bà con thấy cái xe. Anh chào em Mừng ơi. Em cho anh biết cái phân trùng quế em mua rồi em bón vô cây gì em? Cây mít thứ 2 ơi. Vậy hả? Em trồng mít nhiều không? Trồng 2.500 cây à. Ồ dữ quá. Mít em có thu hoạch chưa em? Có vụ rồi. Vụ thì có nghĩa như theo anh thấy như mấy nhà vườn thì ta vừa cắt hết vụ thì người ta bón cái phân lại để người ta phục hồi cây lại, em thấy vậy phải không? Dạ. Em làm theo quy trình vậy phải không? Dạ. Thì bà con thấy thấy em mừng ha. Nhưng điều em ngại con cái là không cho em thấy mặt, tại vì em có 2-3 bà cho nên nó sợ bà này thấy mặt rồi bà kia bà hơi cà nanh thì thôi, cho nên em không thấy mặt nên tôi không có quay cái mặt mà tôi quay cái lưng nữa, bà con thấy ha. Thì bà con đi với tôi xuống xem cái mô hình của em nuôi ếch giống. Thì trong quay một cái đoạn video này thì nói chuyện nó hơi pha trò chút xíu là em có mấy bà, cái đó là nói cho vui trong cái đoạn video thôi. Và con thấy cái mô hình của em làm như vậy thì con thấy là rất là hiện đại nha bà con, hiện đại quá à. Bỏ cái đồng vốn chi phí ra là cũng cao lắm chứ không phải là ít. Thì đây tôi quay cho bà con thấy những cái ếch. Bà con thấy đây ếch này ếch giống nhỏ nè. Thì nói chung bà con nào mà có đam mê về cái lĩnh vực nuôi ếch thì xin liên hệ với tôi sẽ cho cái số điện thoại của em Mừng. Thì bà con sẽ đến tận cái trại ếch như thế này ha, bà con sẽ mua cái ếch giống nó được đồng đều và nó được cái chất lượng tốt nhất. Thì hôm nay tôi có một cái đoạn video như thế này. Thì trước khi cái đoạn video này tôi quay lên đó, thì tôi cũng chia sẻ với bà con, cái bà con nào có nuôi bò đó thì nên nuôi con trùng quế, tại vì cái con trùng quế nó như là một cái nhà máy sản xuất phân hữu cơ. Thì bà con nuôi cái con bò thì bà con lấy phân bò bà con cho cái con trùng quế ăn thì bà con lấy được cái trùng thịt. Ví dụ như cái trùng thịt thì có một số bà con ở Mỹ Đông của huyện Tháp 10 và chỗ xã Láng Biển đồ này kia đó thì người ta cũng mua cái trùng quế để người ta nuôi, để người ta cho những cái con ếch như thế này ăn ha bà con. Thì bà con nào có đam mê về cái nuôi trùng quế thì liên hệ với tôi qua cái số điện thoại là 0986 203 159. Tôi sẽ chia sẻ cách cho bà con nuôi cái con trùng quế. Bà con thấy đây ếch nè, ếch giống của em Mừng nuôi ha. Bà con rất là thấy kích cỡ, bà con thấy hết sức là đồng đều ha, bà con thấy quá sức bà con ha. Thì tôi cũng rất là đam mê, nhưng đều do cái công việc của tôi nó bề bộn quá cho nên tôi không có làm như em này được. Bà con thấy trại này là cái trại ếch lớn của xã Mỹ Hiệp nha. Em Mừng này thì hồi trước cũng là mua cái sinh khối tôi về nuôi. Thì hôm nay tôi với em có một cái duyên thì em sẽ điện cho tôi đừng em mua cái phân trùng quế đừng em sử dụng vô cái mít của em phục hồi cái cây mít sau khi cắt trái. Thì bà con nào có nhu cầu về cái con ếch giống thì cũng điện thoại cho tôi sẽ cho cái số điện thoại của em Mừng. Còn bà con nào có mua cái
sinh khối trùng quế giống về nuôi lại với cái phân trùng quế thì cũng cứ điện cho tôi qua cái số điện thoại là 0986203159. Cái địa chỉ của tôi, trại tôi thì nằm kế cầu Kiến Vàng, đường tỉnh 908, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Tôi sẽ chia sẻ với tất cả bà con. Thì tôi chúc bà con một ngày mới được nhiều thắng lợi mới, vạn sự như ý và thành đạt. Tôi xin chào.